Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinitech của chúng tôi. Và ở video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách bảo vệ dữ liệu trên máy tính của bạn bằng cách sử dụng BitLocker. Đây là một tính năng rất hữu ích của hệ điều hành Windows. Và khi chúng ta bảo mật dữ liệu bằng BitLocker thì sẽ sinh ra một khóa khôi phục. Và trong quá trình sử dụng bạn quên khóa bảo mật này. Vậy làm như thế nào để có thể lấy lại được mã khôi phục BitLocker? Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách rất đơn giản để có thể lấy lại được mã khôi phục của BitLocker. Cách thứ nhất, chúng ta sử dụng tài khoản của Microsoft. Nếu khi bạn mã hóa và lưu trữ mã khôi phục lên OneDrive, thì bạn có thể lấy lại được như sau. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào đường dẫn như ở đây. Để có thể truy cập được đường dẫn này, các bạn có thể click vào phần mô tả của video này. Sau đó các bạn Enter. Tiếp theo chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản Microsoft, chọn tiếp theo. Nhập mật khẩu, chọn đăng nhập. Chọn có. Đây là trang web hỗ trợ chúng ta lấy lại khóa khôi phục BitLocker. Như vậy với tài khoản Microsoft này, tôi chưa lưu trữ khóa khôi phục BitLocker. Nếu các bạn đã từng lưu trữ khóa khôi phục lên tài khoản Microsoft của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy mã khôi phục hiển thị ở đây. Như vậy đây là cách thứ nhất để chúng ta tìm lại khóa khôi phục BitLocker. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai như sau. Đầu tiên tại ô tìm kiếm chúng ta gõ CMD. Sau đó các bạn sẽ click chuột phải, chọn Run as Administrator để chúng ta chạy với quyền quản trị. Tiếp theo chúng ta sẽ gõ câu lệnh như sau. Manage. BDE. Protector. Ví dụ như tôi muốn tìm mã khôi phục BitLocker của ổ đĩa C, thì tôi sẽ gõ ổ đĩa C, dấu cách và get và nhấn phím Enter. Tại mục Password, chúng ta sẽ thấy được mã khôi phục BitLocker của ổ đĩa C. Như vậy đây chính là mã khôi phục BitLocker của ổ đĩa C. Các bạn có thể sao chép ở đây một cách rất đơn giản. Ví dụ như ổ đĩa D chẳng hạn, chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta sẽ gõ câu lệnh như trên và chúng ta sẽ thay bằng ổ đĩa D. Enter. Như vậy ổ đĩa D tại mục Password, chúng ta cũng thấy mã khôi phục của ổ đĩa D như ở đây. Nếu chúng ta muốn thấy nhanh mã khôi phục của tất cả các ổ đĩa ở trong máy tính thì chúng ta sẽ thực hiện cách số 3 như sau. Cách số 3 chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tại ô tìm kiếm ở dưới thanh tab 3, chúng ta sẽ gõ PowerShell. Khi chúng ta gõ xong Power thì đã thấy công cụ PowerShell ở đây. Đây là công cụ cho phép chúng ta có thể thao tác với máy tính thông qua các dòng lệnh. Các bạn cùng click chuột phải, chọn Run as Administrator để chạy với quyền quản trị. Sau đó chúng ta sẽ dán câu lệnh như sau. Câu lệnh này chúng ta sẽ sao chép ở phần mô tả của video này. Sau đó chúng ta nhấn Enter 2 lần. Như vậy hiện tại máy tính của tôi gồm có 2 ổ đĩa C và ổ đĩa D. Đây chính là mã khôi phục BitLocker của ổ đĩa D và đây là ổ đĩa C. Như vậy đây là cách rất nhanh chóng để chúng ta có thể xem toàn bộ các mã khôi phục BitLocker của tất cả các ổ đĩa có sẵn ở trong máy tính. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về 3 cách rất đơn giản để chúng ta có thể tìm lại mã khôi phục BitLocker ở trong máy tính. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.